Được rồi các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái tựa game có thể gọi là một thảm họa xe tải. Cách chơi của nó thì lại vô cùng đơn giản thôi, nhưng mà thường những thứ đơn giản thì nó lại càng dễ khó chịu hơn đấy. Thì chúng ta sẽ phải cố gắng di chuyển cái phần phía bên trên của cái xe tải như này đó, phải nhảy trên những cái thứ này, miễn làm sao không để rơi xuống đất và về đích. Như thế này là cách mà chúng ta có thể hoàn thành một cái level. Đây là cái level thứ hai. Địa hình thì nó cũng không hề thay đổi cho lắm, vẫn là một cái hoang mạc để gió với cát thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta nhảy nhót như này thì nó không kiểu nó bị cản. Ôi có cản rồi đấy. Đó là những cái xe tải nó sẽ kiểu mà chen nhau đi và sẽ có những cái xe mà nó nổ như thế, nếu không cần nói là sẽ đập mặt vào mấy cái xe như thế luôn ấy. Rồi, ui, sao càng ngày nó càng hẹp vậy nhở? Chúng ta đã thấy những cái sự khác biệt cũng gọi là hơi rõ ràng qua những cái level. Và level tiếp theo nó sẽ có những cái gì đây? Ui, nhưng mà rộng thế này thì kiểu mà đường nó vẫn khá rộng mà không kiểu mà phải chen lấn đâu. Đấy, ui, cứ tưởng cái phần đó thì sẽ bị lọt xuống rồi ấy. Nhiều khi mà phải cố gắng nhảy liên tục thì mới có thể gọi là lên được cái phần nóc của nó. Đây rồi, ui, lần này thì các bạn nhìn này. Xung quanh nó có những cái núi, mình đang tưởng tượng sẽ có một cái thảm họa núi nó sẽ đè nếu mà chúng ta không nhảy nhanh ấy. À không, không ai đè chúng ta cả, là chúng ta tự đè thôi. Cái việc mà đang phải cố gắng nhảy và tiếp đất ấy, thì cái xe nó lại đang kiểu mà đang cua, nên là kiểu bị chạch hướng đi, khó chịu thật sự luôn. Đó, ở đây đấy, phải nói thì nhảy hơi bị gọi là quá rồi đấy, hơi bị quá rồi. Lần này thì không kiểu mà hàng 3 nữa, mà chỉ có hàng 2 thôi các bạn ạ. Ê, ok. Rồi, bình tĩnh này. Mình nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua được hết những cái khó khăn của cái level này rồi và sẽ tiến về đích. Đây không phải đích đâu. Tại sao vậy? Tại sao vẫn lọt được vậy? Cay thật. Trong khi cái phần đó thì nó vẫn còn khá nhiều chỗ để chúng ta có thể tiếp đất an toàn mà. Tại sao vẫn phải gọi là tiếp đất bằng mặt như thế? Rồi. Các bạn nhìn đi. Chúng ta đã học hỏi từ những cái sai lầm rồi. Và đây là level tiếp theo. Cái gì đây? Vẫn đang ở một cái nơi mà khá là hẹp các bạn ạ. Rồi, có mùi thử thách rồi, ngay phần đầu luôn. Cái gì vậy? Đấy, thấy chưa? Đá bắt đầu nó đè rồi này. Đồng thế. Ui, xem ra cái việc mà nhảy nhót nó là một cái chuyện, mà cái việc mà chúng ta cần phải đặt lòng tin vào một cái tài xế nào đó thì nó mới là một cái chuyện khác. Chúng ta nên nhảy vào những cái xe mà có tài xế giỏi các bạn ạ, thì sẽ tránh được cái việc mà đâm. Nó sẽ có những cái xe mà chạy cực kỳ ẩu luôn, và nếu mà chúng ta cứ đứng yên trên cái xe đó và đi qua những cái nơi mà có thiên tai như này thì sẽ rất là dễ bị toang. Đấy, tại sao cả đống xe vẫn bị lọt, cay thật. Ui, các bạn nhìn này, kinh chưa, một cái thảm họa luôn. Xe càng nhiều, nhưng mà phần đầu thì các xe lại chụp vào nhau, tại vì phía trước đường nó rất là hẹp. Ban đầu thì cũng gọi là đoàn kết đấy, nhưng mà tầm này thì chắc là chết cả đoàn luôn này. Nào, ok, tí thì được rồi đấy. Nhưng mà phần đó thì cái xe kia nó cũng kiểu mà bị ở một cái vật cản phía trước, nên là trước sau này mình cũng cần phải nhảy sang. Cái phần đó thực sự đang quay về và hy vọng có một cái xe nào đó có thể nhảy lên, nhưng mà không các bạn ạ. Thôi xong. Không hề có tác dụng gì cả. Ngồi niệm Phật ở trong một cái tình huống gọi là như thế cũng không ăn thua. Rồi, vấn đề kỹ năng rồi. Ê, nhảy đúng một cái xe mà nó đang bị văng lên. Làm sao vậy? Như nào vậy? Vẫn không thể tránh được. Chỉ cần chúng ta không đứng trên cái xe tải là chúng ta đã nắm gọi là 70% cái việc mà hẹo rồi đấy. Nhưng mà nhiều khi mà về đích ý, có thể phóng luôn mà không cần phải đứng trên cái phía trên của cái xe tải nào ấy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn còn đang rất là xa đích. Không thể nhảy một phát là từ đây và làm lại nào các bạn ạ. Rồi, thất bại quá nhiều thì Rồi, bình tĩnh này. Mình tin rằng cái xe này có thể đưa chúng ta về đích này các bạn này. Thấy chưa? Vấn đề là chúng ta cần phải đặt lòng tin đúng chỗ. Thấy chưa? Giờ thì nhảy vào, phải tin tưởng vào cái tài xế của chúng ta. Nhưng mà cái pha này, cái pha đầu tiên mà mình nhảy có khi sẽ không tới đâu ý. Mà cũng sẽ có một vài cái gọi là kỹ năng của nhân vật nha các bạn, như cái việc mà nhảy xa hơn. Nhưng mà đây là cái phần đầu, chúng ta vẫn chưa thể mở khóa được những cái kỹ năng đó được các bạn ạ. Nó sẽ là những cái phần sau, nhưng mà cảm giác đi. Cái gì vậy? Lần này sẽ có những cái xe tải mà nó sẽ đối đầu luôn nè. Ghê vậy. Cái việc mà đi cùng chiều như này nó chưa đủ mệt hay sao mà còn phải gặp cả mấy cái xe kia nữa các bạn ạ. Lại là phải cố gắng tìm ra một cái xe có thể đặt mạng sống vào các bạn ạ. Ây, nhìn đúng cái phần mông của nó. Rồi, đây có những cái pha mà cứ kiểu như là sắp chạm đất rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng nhảy thêm một lần nữa thì vẫn có thể leo được cái phần phía bên trên. Nên là nhiều khi mà tay cứ phải giữ lì cái nút nhảy thôi. Ây, đường rộng như này mà còn phải va nhau à. Bọn này đã về đích rồi. Là về đích rồi. Thấy chưa? Ôi, cứ tưởng áp mặt xuống đường rồi đấy. Lần này thì nó còn hẹp hơn nữa đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn đi. Khi chúng ta đang lên một con dốc gì vậy, và các xe đang chụm vào nhau này. Đó. Ây, khó chịu vậy. Bạn đâu có tưởng game nó sẽ khá đơn giản, nhưng mà không. Sẽ có, đấy, đập vào mặt này. Nhưng khi mà chúng ta nhảy lên cái xe mà đang bị văng lên ấy thì lại được cộng điểm. Ok. Ủa cái gì vậy? Ui, cái đích nó sẽ ở một cái khá là xa và xe có thể lao tới được các bạn ạ. Ủa, mà trông như kiểu phim Hollywood vậy. Phim Hollywood cũng chỉ đến cái tầm đấy thôi. Xe tải cháy nổ các thứ. Rồi, cái pha này mình biết cần phải làm gì rồi. Đó là chúng ta sẽ bỏ xe, bỏ của chạy lấy người đấy. Đấy,
nhiều khi cũng cần phải nhất thiết là phải phải có một cái xe tải ở phía dưới chân đâu. Khi mà chúng ta gần về đích như thế rồi thì cứ thế mà phóng lên. Lần này thì tại cái thứ quái quỷ gì này, đó là những cái kia nó sẽ va vào nếu mà chúng ta không mà kiểu mà tránh né tốt ý. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cái việc mà mình vẫn có thể tránh né được, nhưng mà vì cái xe phía dưới thì nó sẽ kiểu bị văng đi và không có một cái điểm nào để chúng ta có thể đứng lên ý. Không, có rồi. Nhưng mà như đang giật ra khỏi đường này các bạn này. Ok, đích ở đây mà. Mình đang có một cái ý tưởng khá hay, đó là sẽ biến bất lợi thành lợi thế này các bạn này. Quá tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới một cái map hoàn toàn mới, một cái sự đổi mới, đó là có nhiều màu xanh hơn. Và chúng ta cũng có một kỹ năng nữa, đó là nhảy liên tục 2 pha các bạn ạ. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này thì nó sẽ giúp chúng ta nhảy được xa hơn. Đây này, đây này, cụ thể thì nó sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua cái cây gỗ. Không không, cái pha này nhảy hơi muộn rồi. Nó sẽ giúp chúng ta có thể nhảy qua cái khúc gỗ chắn ngang này các bạn này. Và bây giờ những cái xe nó sẽ cách xa nhau. Tưởng tượng mà chúng ta không có kỹ năng này thì cũng hiểu sẽ cần phải làm gì đây. Nhưng mà không phải cái chỗ này. Không phải cái chỗ này rồi. Vẫn là cái việc mà phải tìm đúng cái xe, đi đúng đường cơ. Đấy, tại vì cái chỗ này nó sẽ khá là thưa. Cái cơ hội sống sót của chúng ta nó cũng sẽ kiểu mà tỷ lệ thuận luôn ý. Càng ít xe như này thì càng không có chỗ nhảy. Mà không nhảy là chết rồi. Đây, đây này, vẫn là cái xe này. Tài xế đang làm rất tốt và chúng ta có thể phải ra phần nó có thể đứng yên ở đấy cũng được mà. Nhưng mà vẫn ngứa tay các bạn ạ. Rồi. Rồi. Đây này. Mình có vẻ sẽ biết được cái xe nào đâm vào đâu ấy. Phần đầu khi mà chúng ta vượt qua một cái khúc gỗ thì cái xe bên tay phải ngoài cùng chắc chắn nó sẽ đâm vào cái phần đá. Và chúng ta không nên đứng ở chỗ đó. Ok, nói chung là một tí kinh nghiệm thôi. Tiếp này, cái map trông có vẻ khá là dễ chịu nhưng mà thử thách thì lại không hề như thế. Ok. Ok ok, có một cái đoàn xe nó sẽ đi ngang qua và chúng ta cần phải nhảy sang được cái chỗ đó. Từ từ, phải căn xem nhảy từ chỗ nào. Đây, tầm này là đẹp này, thấy chưa, tuyệt vời luôn. Nhảy phát ăn ngay các bạn ơi. Ôi. Đây rồi. Và về đích. Lần này thì còn cái gì nữa vậy? Rồi, đường lại càng hẹp rồi đấy. Ôi. Những cái xe bây giờ thì nó đều lơ lửng các bạn ạ. Không có trọng lực luôn. Ủa, cái pha này thì hơi nóng vội thật. Ơ. Rồi, bình tĩnh. Ở cái tầm này thì chúng ta có thể nhảy cao hơn nữa đấy các bạn ạ. Để xem lựa cái xe nào bây giờ nhỉ. Tại sao cả đống xe cuối cùng vẫn lựa cái xe mà dở hơi vậy nhỉ. Điên thật. Ê. Đấy, thấy chưa? Chúng ta cũng như thế, chúng ta có thể nhảy cao hơn nữa ấy. Chứ bình thường cái pha đó chạm đất rồi đấy. Chạm cỏ luôn rồi. Quá đẹp luôn. Tiếp này, lần này thì sẽ có những cái phần mà khúc gỗ nó chắn như này. Không cẩn thận là đập mặt vào luôn đấy. Đấy, chưa gì có cái xe đập mặt vào rồi. Ê, bình tĩnh. Đi đâu vậy? Sang xe này. Tại sao cái chân nó không đủ dài để có thể gọi là để có thể khều vào cái phần bên trên của cái xe tải được nhờ? Thực ra cái pha đó nó khá gần mà. Chân nó không đủ dài à? Ây à, cái map này có thể là cái map dễ rồi đấy. Nhưng mà chúng ta lại liên tục mắc những cái sai lầm ngớ ngẩn luôn ý. Cay thật. Ok. Tầm này thì phía trước đâm nhau ghê thật. Tiếp này. Ủa, sau lần này thì như kiểu đang ở trên mây vậy. Đường ở đâu đây? Và cái đoàn xe này mục đích của nó là gì? Rồi. Bây giờ thì tuyệt vời luôn. Lần này thì số lượng xe cũng gọi là không đông lắm. Nó vẫn như cái phần đầu thôi. Ủa ơi, có đông đấy. Gọi là cơn mưa xe tải. Nếu mà không ngẩn ho là bị đâm cho u đầu luôn. Đây này, biết ai thả đống xe dưới này. Không biết tiếc của à. Rồi, tuyệt vời. Đây rồi, ôi. Được đấy. Uầy, cứ tưởng không qua được nhưng mà không. Nó có thể vượt qua một cách an toàn như thế luôn. Tiếp này. Cái gì vậy các bạn nhìn kìa. Sao mình cảm giác như kiểu hai cái quả núi kia đang gần nhau vậy nhở? Úi tôi đúng này. Nào nhanh nào. Thôi không kịp rồi. Vậy là nó sẽ có một cái màn thực sự cần phải tốc độ, thực sự phải nhanh các bạn ạ. Thì mới có thể kịp mà qua được hai cái vật cản như thế. Chứ không nó ép cho thì thôi. Bẹp dí luôn. Đâu nào. Xe nào. Vẫn không kịp này. Phải nhanh như nào đấy bây nhở. Rồi, không hấp vấp một cái pha nào luôn này.
À nó vẫn không kịp ư. Đây, có vấp rồi. Vấp nhanh thì không hy vọng gì. À, có hy vọng các bạn ạ. Chúng ta vẫn còn đường nữa mà. Chẳng phải những cái pha đầu mà chúng ta vẫn có thể đi một cái đường mà nó không hề nằm trong cái phần chính của game ấy. Đúng không? Quá đúng mà. Nhưng mà chật hướng rồi, ơ kìa. Ít ở phía sau mà. Đi đâu vậy? Như kiểu có một cái xe ở phía bên cạnh, như kiểu nó đi trái đường hay sao ấy. Rõ ràng mình muốn đi thẳng mà cái xe bên cạnh nó...